Xin kính mời quý độc giả đến với số báo 92 của Diễn đàn Doanh nghiệp. Số báo ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý như sau. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, từ nay đến cuối năm, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo với quyết tâm cao, nỗ lực lớn để phấn đấu tăng trưởng GDP quý 4 đạt trên 7,5%, để cả năm đạt trên 7%. Trong bài viết, mục tiêu tăng trưởng năm 2024 trên 7% rất khả thi trên trang 3, giáo sư tiến sĩ Ngô Thắng Lợi, giảng viên cao cấp, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân khẳng định mục tiêu này là hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, theo giáo sư tiến sĩ Lợi, các động lực tăng trưởng cả ở phía cung và phía cầu đều đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức cả trong và ngoài nước. Sau thời gian chuẩn bị, chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam đã được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8. Với chủ đề Cơ chế đặc biệt cho dự án đường sắt tốc độ cao, bài viết Thời điểm chín mùi trên trang 4 chia sẻ. Dù đối mặt với những thách thức, nhưng công trình này hứa hẹn sẽ tạo bước đột phá, tác động rất lớn đến phát triển kinh tế, xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng đây là thời điểm chín mùi, cần các bộ, ngành quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đặc biệt cần có cơ chế chính sách đặc thù, đặc biệt để đảm bảo đúng tiến độ. Cùng chủ đề trên trang 5, ông Vũ Hồng Phương, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đường sắt trong bài viết Nguồn lực đầu tư không còn là trở ngại lớn, cho rằng năm 2027, thời điểm dự kiến triển khai xây dựng đường sắt tốc độ cao, quy mô nền kinh tế khoảng 564 tỷ USD. Trong khi kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn tới có thể cân đối đầu tư dự án, nên nguồn lực không còn là trở ngại lớn. Tại dự thảo luật chứng khoán sửa đổi trong chương trình kỳ họp thứ 8 của Quốc hội đang diễn ra, Chính phủ đề xuất bổ sung trong hồ sơ chào bán chứng khoán ra công chúng, doanh nghiệp phải có báo cáo kiểm toán về vốn điều lệ đã góp trong 10 năm tính tới thời điểm đăng ký IPO. Theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Hoàng Hiệp trong bài viết Chặn tăng vốn ảo khi IPO trên trang 6, quy định kiểm toán vốn điều lệ góp trong 10 năm hoặc 5 năm trước khi chào bán chứng khoán lần đầu IPO sẽ góp phần tránh tình trạng tăng vốn ảo, vốn bị đánh tráo, tài sản không có thực. Trong bối cảnh nhiều địa phương đang áp dụng bảng giá đất mới nhưng vẫn tồn tại những bất cập trong chính sách bồi thường tái định cư, việc tìm ra giải pháp đồng bộ và công bằng trở nên cấp thiết. Theo bài viết, bảng giá đất mới gây khó cho bồi thường tái định cư trên trang 9 cho biết, bảng giá đất mới tạm thời của thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa phản ánh đúng giá trị thị trường. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố đánh giá mức này chỉ bằng khoảng 50% giá thị trường. Điều này dẫn đến giá đất bồi thường không sát với giá trị thực tế, gây thiệt thòi cho người dân và nguy cơ thất thoát ngân sách. Ngoài ra, trên số in 92 cũng còn rất nhiều thông tin hữu ích khác dành cho quý vị độc giả.